Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác với Banyo Layer. Banyo Layer được xem như một hệ thống lưu trữ mà mỗi layer tượng trưng cho một file chứa các nội dung khác nhau trong bản vẽ. Chúng ta sẽ sử dụng công cụ này để quản lý các chi tiết trong một hình vẽ. Đầu tiên, để mở Banyo Layer, chúng ta chọn Window Layer, phím tắt F7. Và khi chúng ta mở Banyo Layer, chúng ta sẽ thấy hiện tại không có chi tiết nào nằm trong Layer 1. Và bây giờ là ví dụ. Tôi tiến hành vẽ một hình vuông bằng công cụ Rectangle Tool đã học ở bài trước. Tôi tiến hành tô màu cho hình vuông này, công cụ tô màu các bạn sẽ được học ở bài sau. Đồng thời các bạn theo dõi trên Banyo Layer, hình vuông vừa tạo sẽ mặc định nằm trong Layer số 1. Tôi tiến hành vẽ tiếp hai hình vuông số 2 và số 3, tiến hành tô màu khác cho hai hình vuông này để dễ phân biệt. Song song với tiến trình vẽ các chi tiết, các bạn theo dõi trên Banyo Layer sẽ xuất hiện các lớp và phân lớp mới với các chi tiết vừa được tạo mới. Như vậy, tôi vừa tạo ba hình vuông và hình vuông màu xanh là hình vuông được tạo ra cuối cùng. Thì lúc này vị trí sắp xếp của hình vuông màu xanh sẽ nằm phía trên cùng. Theo mặc định, chi tiết nào tạo ra sau cùng sẽ nằm ở phía trên. Nhìn bên góc trái, các bạn sẽ thấy biểu tượng hình đôi mắt. Đây là biểu tượng cho sự ẩn hoặc hiện layer. Khi nhấp vào biểu tượng biến mất đôi mắt, thì đồng thời chi tiết sẽ biến mất trên mặt qua. Và ngược lại, nhấp lại vào biểu tượng để cho hiện đôi mắt, tức hiện lại layer. Nhìn bên góc phải có một ô chấm vuông màu xanh, khi tôi nhấp vào hiện lên chấm ô vuông màu xanh, tức là chọn chi tiết đó để thao tác. Điều này sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều đối với các bản vẽ có nhiều chi tiết mà chúng ta chỉ cần nhấp chọn trên layer là sẽ có thể thao tác với chi tiết. Bây giờ tôi tiến hành nhấp chuột phải vào chi tiết màu xanh và cho chi tiết nằm ở phía cuối cùng. Như vậy, trên Banyo Layer, chi tiết màu xanh sẽ nằm ở phía dưới cùng các chi tiết còn lại. Bây giờ tôi tiến hành nhấp chọn mũi tên trên layer đến khi xuất hiện bàn tay màu trắng. Tôi hoàn toàn có thể kéo hoặc thả layer và sắp xếp vị trí của các layer tùy theo ý muốn. Tôi tiến hành tạo một layer mới bằng cách nhấp vào biểu tượng, chọn New Layer. Lúc này tôi sẽ có một layer mới. Tôi tiến hành tạo các chi tiết nằm trong layer số 2 vừa tạo. Tôi chọn vẽ một chi tiết hình tròn. Và tương tự, tôi cũng tạo nên 3 hình tròn có 3 màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt. Ba hình tròn sẽ nằm trong layer số 2. Như vậy, tôi có thể thao tác trên layer này với các chi tiết giống hệt như ví dụ vừa rồi tôi thực hiện trên layer 1. Bây giờ, tôi sẽ tiến hành kéo chi tiết hình tròn màu vàng từ layer số 2 xuống layer số 1. Như vậy, mặc định là chi tiết màu vàng sẽ nằm phía trên cùng 3 chi tiết hình vuông vừa rồi trong layer 1. Và hoàn toàn nằm trong layer số 1. Khi tôi nhấp tắt biểu tượng con mắt thì tất cả chi tiết biến mất, bao gồm cả hình tròn màu vàng. Và tương tự, tôi hoàn toàn có thể thao tác kéo sắp xếp vị trí chi tiết của các layer. Bây giờ tôi sẽ tiến hành kéo trả vị trí của hình tròn màu vàng lên layer số 2 như ban đầu. Tôi sẽ tiến hành tạo một phân lớp mới hay còn gọi là sublayer bằng cách nhấp vào biểu tượng Gray New Sublayer. Lúc này sẽ có một phân lớp mới được tạo. Và bất kể khi chúng ta nhấp đích vào biểu tượng lớp hay phân lớp sẽ xuất hiện hộp thoại Layer Option. Tại hộp thoại Layer Option, chúng ta có những thông số như sau. Chúng ta có thể đặt lại tên của lớp hoặc phân lớp ở ô Name. Điều chỉnh mã màu của layer ở cột Color. Hoặc chọn các chế độ Show như là hiện layer, Review là xem trước, Lock là khóa layer và sau đó bấm OK. Như vậy, hiện tại tôi đã có một phân lớp mới được đặt tên là Layer
Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo một chi tiết mới để đặt trong phân lớp này. Tôi chọn tạo một hình ngôi sao 5 cánh. Và tôi tô màu khác cho hình ngôi sao này. Lúc này ngôi sao sẽ nằm trong phân lớp layer 3 tôi vừa tạo. Và tôi hoàn toàn có thể thao tác trên chi tiết này cũng như lớp này giống với những ví dụ vừa rồi tôi đã thực hiện. Như là kéo thả chi tiết bằng cách sắp xếp phân lớp, ẩn hiện, khóa, chi tiết. Bây giờ tôi sẽ tiến hành nhấp vào ô ở biểu tượng khóa các layer. Lúc này sẽ xuất hiện biểu tượng hình ổ khóa. Khi tôi nhấp vào khóa phân lớp layer 2, tức là các chi tiết nằm trong layer 2, tôi hoàn toàn không thể chọn cũng như không thể thao tác được. Điều này sẽ giúp ích cho tôi đối với các hình vẽ có nhiều chi tiết. Và đối với các chi tiết tôi đã hoàn thành, tôi sẽ chọn biểu tượng ổ khóa để khóa các chi tiết này lại và tiến hành chỉnh sửa các chi tiết còn lại mà không làm ảnh hưởng đến chi tiết đã khóa. Và ngược lại, khi nhấp vào biểu tượng khóa, sẽ tiến hành mất đi ổ khóa, tức là đã mở khóa. Lúc này tôi hoàn toàn có thể thao tác với các chi tiết như bình thường. Và khi nhấp chọn layer và đồng thời nhấp vào biểu tượng xóa layer, tôi sẽ xóa được hết tất cả các chi tiết hiện đang nằm trong layer đó, hoặc bấm chọn chi tiết mà tiến hành nhấp vào biểu tượng xóa layer. Lúc này cũng tiến hành xóa chi tiết và xóa mất chi tiết nằm trong layer đó. Tiếp theo, tôi có một ví dụ về cấu tạo của màn sinh chất. Như các bạn đã thấy, hình vẽ này gồm rất là nhiều chi tiết khác nhau và các chi tiết này được sắp xếp trong các layer. Ví dụ như tôi có layer đầu tiên, đó là layer dùng để tô hình nền. Layer thứ hai là chi tiết màng tế bào. Layer thứ ba là khung tế bào trên. Layer thứ tư là khung tế bào dưới. Layer thứ năm là các dòng test nằm trong chú thích. Và cuối cùng, khi sắp xếp các chi tiết này trên cùng bản vẽ, tôi hoàn toàn có thể nhấp chọn, xóa hoặc điều chỉnh các chi tiết nằm trong layer rất dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến các chi tiết khác. Và video đến đây đã kết thúc. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công. Xin chân thành cảm ơn và xin trân trọng kính chào.